bước lên đây để đi cặp cái hàng cửa sổ cho cô bác quý anh chị thấy luôn. Trời nắng gọi nhìn nó có vẻ là huyền bí ghê á. Vài trăm bước nữa thôi thì anh em mình đã đến cái nơi mà anh đã từng ao ước đến, và đến cái nơi mà anh đã nghe bà ngoại của mình kể, thì cái cảm giác chắc nó khác lạ lắm đúng không anh? Là người Dalai Lao đây, tôi sẽ cùng ba má tôi đi trở về quê ngoại của tôi. Ba má đi dùng cùng với con á ba má. Anh em mình lội dưới lên cũng vất vả rồi, đừng nói đến một người đã 61 tuổi như chú. Thì dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại một người anh đồng hành, đó là anh Ngân, cũng quê ở tỉnh Đồng Tháp. Dạ anh Ngân ơi, thì anh có thể nói cho cô bác quý anh chị biết là tại sao hôm nay anh lại có mặt tại một cái khu đền khá là linh thiêng với hơn 1.000 năm tuổi tại tỉnh Chăm Ba Sắc này vậy anh? Xin chào tất cả bạn đồng hành. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Bùi Hồ. Tôi là Diệp Thanh Ngân, quê ở Lê Vung, Đồng Tháp. Là cách đây cũng không lâu, tôi tình cờ tôi có xem được cái video clip của Bùi Hồ nói về cái đền linh thiêng ở Lào này. Và khi xem được tới cái đoạn mà khi mình khấn vái lên là mình nâng để cái tảng đá lên được đó, là cái lời khấn vái, cái lời cầu mình đã được chứng giám thành công đó, thì tôi bỗng nhiên tôi nhớ lại cái lời ngày xưa là ngoại tôi và má tôi cũng có kể tôi là ở Lào á, là nó có một cái chùa vậy đó, như thế đó đó. Thì tôi mới tự động tôi liên hệ với Bùi Hồ để nhờ Bùi Hồ có thể khi nào đi nào có thể trở lại Lào có thể kết hợp mà cho tôi tham gia. Thì rất là Bùi Hồ thì nó đã rất là nhiệt tình, cho nên lần này trở lại thì tôi có kết hợp với Bùi Hồ trở lại nơi này. Thì nói rõ hơn là ngoại tôi á là người Việt, nhưng mà khi có chồng á là ngoại tôi theo ông ngoại tôi về ở Lào ở đó. Cho nên ngoại tôi ngày xưa là rất rành ở khu vực này. Dạ. Rồi ngoại tôi có kể, lúc đó tôi cũng 9-10 tuổi ha, ngoại tôi có kể là ở chỗ ngoại tôi ở ngày xưa đó. Dạ. Là có một ngôi đền, Dạ. Là khi nào mình vô mà cầu nguyện một cái điều gì đó, khi cầu nguyện xong mình phải nâng cái tảng đá nó lên. Nhưng tảng đá đó mà mình nâng lên được đó, là kể như là cái lời cầu nguyện mình thành công. Thì tự nhiên Bùi Hồ trong cái clip trước Bùi Hồ nói đó, tự nhiên tôi liên tưởng tới ngoại tôi liền đó. Thì tôi liên hệ mới trở về đây để muốn tìm lại cái cội nguồn như thế. Anh đã nghe được bà ngoại của mình kể là lúc anh chỉ 9-10 tuổi thôi. 9-10 tuổi. Và khi mà anh xem được cái đoạn clip của em quay thì lúc hiện nay thì anh cũng đã 61 tuổi rồi. Đối với anh thì cảm xúc đầu tiên nhất khi mà anh được đặt chân đến quê hương của ông ngoại của mình và được nghe những câu chuyện mà bà ngoại của mình kể lúc mà mình còn rất nhỏ, và hôm nay cái ước nguyện của anh trở về lại quê hương của ông ngoại mình, đặt chân đến một cái trong những cái khu đền linh thiêng nhất của đất nước Lào, đó là đền Hoạt Phu, thì cái cảm xúc của anh bây giờ như thế nào hay anh Ngân ha? Nói thật ra là nói là khi đặt chân lên đất nước Lào, tôi có cảm nhận như là tôi trở về quê hương tôi. Ngoại tôi thì kêu bằng cố tôi thì ở Tân Châu Châu Đốc. Khi ngoại tôi có chồng về đây, mà ngoại là cũng người Việt nhưng mà qua bên Lào sinh sống. Rồi khi nghe bà cố tôi bệnh á, thì bà ngoại tôi mới dẫn mẹ tôi về tận thăm. Rồi lúc mà trong giai đoạn thăm bà cốc á, thì trở lại không được, lý do là chiến tranh. Dạ, binh biến anh ha. Chiến tranh. Cho nên giữa
ông ngoại bà ngoại tôi không còn gần nhau nữa, và má tôi đành phải sống xa cha. Rồi hôm nay trở về đây là tôi kết hợp với bùa hộ tôi đi, và tôi mong muốn là tôi tìm được những cái gốc tích của ông ngoại tôi và những cậu dì của tôi, và tôi lần theo những cái lời kể của ngoại tôi, của mẹ của tôi, và tôi lần theo những cái bức thư đó của ngày xưa của ông ngoại tôi gửi về cho ngoại, bà ngoại, và và gửi về cho má tôi. Thì dùng từ là tôi rất may mắn tôi gặp được bà Bùi Hồ, và Bùi Hồ sẵn sàng cũng tạo điều kiện cho tôi tham gia cái chuyến đi cùng này. Hôm nay có dịp trở về lại một cái nơi khá là linh thiêng ngay tại đất nước Lào, một ngôi đền với tuổi đời ngàn năm. Nó còn mang thêm một ý nghĩa đối với riêng bản thân của em và anh. Đó là anh được gặp tận mắt và có thể tận tay cầm cái viên đá mà bà ngoại của mình đã kể lại cho anh nghe. Bà ngoại thì của anh hiện nay thì cũng đã không còn nữa, đã an nghỉ ở Việt Nam. Riêng ông ngoại của anh Ngân á thì lại an nghỉ ở trên cái đất nước Lào xa xôi như thế này, vì những cái cuộc binh biến á mà ông ngoại và bà ngoại anh cũng phải xa nhau. Và đứng ở đây đối với bản thân của anh là mang một cái cảm xúc ngậm ngùi, đồng thời nó mang cho anh một cái sứ mạng gì đó nó rất là thiêng liêng đối với gia đình của anh. Và chỉ còn vài trăm mét nữa thôi, em và anh sẽ đặt chân đến một cái nơi gọi là từ nhỏ anh đã từng ao ước. Và thông tin với cô bác quý anh chị á, khi mà anh Ngân đi đến đây á, anh Ngân còn mang theo một cái bức thư mà từ ngày xưa ông ngoại của mình viết cho bà ngoại lúc năm 1955. Một bức thư viết tay rất là tuyệt vời, và Bùi Hồ sẽ đưa lên trong màn hình cho cô bác quý anh chị thấy. Được không anh Ngân? Dạ, gọi là anh thôi, để cho sự xưng hô cho nó dễ dàng. Chứ thật ra thì tuổi của anh Ngân thì cũng lớn hơn tuổi của ba Bùi Hồ. Anh năm nay cũng 61 tuổi rồi. Và thôi chắc không nói nhiều để cô bác quý anh chị đợi lâu, cũng như là anh cũng đã rất là nôn nóng đi lên cái đền thờ ở trên kia. Thì anh em mình cùng tiến vào trong ha. Nếu nữa đây thì anh Ngân sẽ lên trên đó đọc cái bức thư ngay tại cái nơi mà ngày xưa ông ngoại đã viết cho bà ngoại của anh. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị, đây là cái khung cảnh ngôi đền cổ linh thiêng có mang tên là đền Vạch Phu. Nhắc lại thì chắc cô bác quý anh chị đã xem ở những clip trước thì chắc có lẽ là biết rõ về ngôi đền này. Vạch Phu có nghĩa là chùa núi. Và cái ngôi đền này có kiến trúc rất là hay, đó là được xây bằng các tảng đá sa thạch. Và ngày xưa thì con ngôi đền này thờ vị thần Hindu, thì sau này có thờ Phật giáo luôn. Đó thì ngôi đền này có tuổi đời hơn 1.000 năm. Với cái công cụ thô sơ mà những cái tảng đá thì không biết di chuyển từ đâu về, thì xây dựng nên một cái ngôi đền mà trải qua hàng ngàn năm như thế này. Đó là một câu hỏi. Đó là một cái câu hỏi rất lớn. Và có một cái thông tin thêm với cô bác quý anh chị á. Cách đây khoảng 100 km về phía nam có một cái ngôi đền, khu đền, gọi là khu đền Angkor, gồm có Angkor Wat, Angkor Thom, ngay tại tỉnh Siem Reap, Campuchia, đúng 100 km. Anh Ngân có nhiều giả thiết, người ta lại cho rằng á là cái ngôi đền này do người Khmer cổ á, người ta đến đây người ta xây dựng. Thì không biết là cái giả thiết là đó là có thật hay không, tại vì nhìn về cái cấu trúc của ngôi đền á, người ta thấy rất giống cái ngôi đền Angkor ở Campuchia. Đúng. Đó. Thì qua 1.000 năm rồi, tất cả cũng chỉ là giả thiết thôi. Và cái câu chuyện đó thì được các nhà khảo cổ người ta liên tưởng nó như vậy, tại vì nhìn cái cấu trúc nó rất là giống nhau. Cũng còn vài bước nữa thôi thì anh em cũng đã đặt đến một cái nơi mà trải qua hàng ngàn km, khoảng 2.000 km để đến đây đó anh Ngân. Thì chắc bây giờ cũng khá là hồi hộp đúng không? Nồng lắm. Nồng lắm, hồi hộp lắm. Dạ. Anh có cần đứng đây để chụp vài bôi hình để vô trong không, rồi em sẽ đợi cho. Đứng đây chụp trước không? Để làm kỷ niệm rồi về để mà anh có thể chia sẻ cùng với gia đình của mình, bạn bè. Dù sao anh cũng đã từng đặt chân đến đây, một cái nơi huyền bí linh thiêng, khá là kỳ diệu ha. Rồi bây giờ Bùi Hồ sẽ tắt máy và
chút xíu nữa sẽ tiếp tục hành trình các bác anh chị. Và hôm nay thì có dịp trở về lại đất nước Lào cũng như về Champa Sắc, thăm lại ngôi đền Bạc Phu, cũng cảm giác như là cảm giác lần đầu về cái sự linh thiêng, cổ kính, huyền bí ở tại nơi này. Trước khi vào lên lội lên núi ở trên kia cô bác quý anh chị, thì ở trên cái khu đền này có hai bức tường thành. Đây là một bức tường thành mặc dù là kiến trúc á, mặc dù là qua sự qua thời gian, qua sự bào mòn của thời gian, của nắng mưa, nhưng mà ngôi đền nó vẫn còn đó, một cái kiến trúc chạm trổ rất là tinh vi. Bên đây một cái, bên đây cũng là một cái vách nữa là cô bác quý anh chị đó, để chúng ta thấy thêm sự huyền bí, sự kỳ công tạo tác của những người đã đi trước, những ông cha ta đã để lại những cái công trình phải nói là cực kỳ hoành tráng, hùng vĩ và sự linh thiêng. Cái kiến trúc của ngôi đền này thì nó rất giống với là kiến trúc ngôi đền của Angkor luôn cô bác quý anh chị. Mặc dù là nó đã có sự đổ nát đôi chút rồi, nhưng mà nó vẫn còn giữ cái sự cổ kính của nó. Thì ở đây cái ngôi đền này được cũng có được sự trùng tu của từ Ấn Độ giáo á. Ở đây là bước vào cái khu đền này. Đa số thì tất cả ở đây được chạm trổ đem từ những cái khối đá sa thạch. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị theo dõi hành trình của Bùi Hồ ở đất nước Campuchia ngay tại tỉnh Siem Reap á, thì đền Angkor Wat á, thì những cái chiếc chạm trổ ở trong cái khu đền Angkor Wat á, thì những cái vết kẻ này nè đó, nó không có thể nào mà đúc lưỡi lam vô được. Nhưng mà ở đây thì các khối đá này thì được chất chồng lên nhau, nhưng mà nó còn cái gì đó chưa có một cái chất kết chính giống như ở trong khu đền của Angkor. Nhưng mà cái chạm trổ ở trên đó thì nó vẫn cho thấy sự công phu tỉ mỉ ha. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ bước qua đây. Đây, để thấy sự linh thiêng này cô bác quý anh chị, huyền bí. Những cái thanh cửa sổ, những cái thanh cửa sổ này nó rất là to và được chạm trổ từ những cái khối đá rất là lớn. Thì không hiểu tại sao gần 1.000 năm trước thì di chuyển bằng cái phương tiện gì, được những cái khối đá sa thạch này được lấy từ đâu mà lại số lượng nhiều như vậy, và xây dựng trong thời gian bao lâu, thì đó cũng là một cái câu hỏi khá là lớn luôn. Ước chừng thì một cái khối đá như thế này nè, nó khoảng 5 tấc vuông à. Và việc mà vận chuyển ngày xưa, người ta có thể là ở đất nước Lào đây, có thể là có rất nhiều voi, người ta sẽ dùng voi để vận chuyển những cái khối đá này, hàng tấn đó, hàng trăm tấn đá này đi đến đây. Ở bên đây vẫn còn một cái kiến trúc. Lúc trước thì Bùi Hồ có đi đến đây nhưng mà chưa đi theo cái men theo cái lối nhỏ nhỏ như thế này. Hôm nay khám phá trong những cái bí ẩn và cũng như là cùng với lại anh. Rất là lớn, cùng với lại anh Ngân để chia sẻ cho cô bác quý chị thấy về cái ngôi đền này. Ở đây là một cái khoảng sân rất là rộng ở đằng này nha cô bác quý chị. Đây nè. Không biết thì ngày xưa nó có những cái mái che hay không, nhưng mà ở đây có một cái khoảng sân rất là rộng. Nơi đây thì những cái vách tường này gông ghiêu nó đều bao phủ hết à. Đây là một cái lối đi mới mà Bùi ở clip trước Bùi Hồ chưa có chia sẻ cho cô bác quý anh chị thấy được. Ngồi đây nghỉ mệt, chia sẻ với cô bác quý anh chị một đôi nét về đất nước Lào. Thì đất nước Lào là một trong những cái đất nước gọi là đất nước triệu voi, và có một cái câu khá là thân thương, đó là nước Lào cũng giống nước ta, cái cửa là để đi ra đi vào dân, và địa hình chủ yếu là đồi núi. Hiện nay thì cũng khoảng gần 7 triệu dân rồi, diện tích thì 2/3 diện tích Việt Nam,
nhưng chỉ có 7 triệu dân. Thì nói cho cô bác quý anh chị hiểu thêm, thì 7 triệu dân thì bằng phân nửa dân số của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thôi. Do địa hình là đồi núi nên cái việc mà di chuyển giữa đất nước Lào cũng khá là xa xôi. Người dân Lào thì hơn 90% họ theo tôn giáo đó là Phật giáo. Đi theo men theo những cái bức tường to như thế này, có tuổi đời hàng ngàn năm thì mình mới thấy sự nhỏ bé của mình. Và cũng được may mắn là có một cái duyên, và Bùi Hồ cũng đã được đặt chân đến đây lần thứ hai, một trong những cái ngôi đền khá là linh thiêng ngay tại nơi này. Ở đây còn có một cái cánh cửa nữa, một lối hành lang đi men theo qua đây à, cũng khá là kỳ bí ha. Thôi thì sẵn khám phá đi cho cô bác quý anh chị thấy luôn. Do sự tàn phá về thời gian á, thì ở đây nó có sự xuống cấp khá là lớn. Có một cái công trình mà có sự thách đố về thời gian, đó là công trình của Ai Cập Kim Tự Tháp, và Bùi Hồ rất là ước muốn được đi đến đó một lần để coi về cái sự hoành tráng cũng như là sự linh thiêng kỳ bí ở nơi đó. À, ở đây vậy là mỗi một nơi là hai vách tường hết. Hồi nãy là Bùi Hồ cứ nghĩ là có một vách tường thôi, nhưng mà ở đây có tới hai vách tường lắm. À, đi qua đây luôn này. Hình như là tới đó còn không. Cái độ rộng của hai vách tường này á, thì nó khoảng 2 mét. Đây có một cái lối ra nữa. À, đây có một lối ra nữa. Rất là lớn luôn cô bác quý anh chị. Nằm phía dưới cái chân núi ha. Hết rồi. Rồi thôi, chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ tắt máy, tại vì lối đi này nó cũng giống nhau à. Rồi Bùi Hồ sẽ đi ra ngoài kia nha cô bác quý anh chị. Bước lên đây để đi cặp cái hàng cửa sổ cho cô bác quý anh chị thấy luôn. Trời nắng gọi nhìn nó có vẻ là huyền bí ghê á. Nãy giờ thì Bùi Hồ bước đi ở trên cái cặp theo men theo cái trong cái đó, kiến trúc ở bên cái vách tường thành bên đó. Và cái vách tường thành bên đây thì nó cũng đối xứng nè cô bác quý anh chị. Nó cũng giống giống vậy thôi. Nhưng có vẻ là bên đây nó sẽ có nghĩa là những cái tàn tích nó nhiều hơn. Nó bị đổ nát nhiều hơn rồi. Và hiện nay thì cô bác quý anh chị có thể nhìn xa xa thấy là nó không còn là những cái mái che nữa, mà nó chỉ còn là cái phần đá thôi. Chứ có lẽ là ngày xưa ở trên đó thì cũng là những cái khối đá. Sau này nó có thời gian thì nó đổ sập hết nè. Với chỉ còn là phế tích thôi. Khi khám phá cái vẻ đẹp của đền Vật Phu á, thì mình mới thấy được cái sự hùng vĩ, kỳ bí của khu đền này. Ở đây thì có một cái giống như cái ngôi nhà vậy đó. Cô bác quý chị thấy không? À, ở bên kia không có. Ở bên đây không có này cô bác quý chị. Còn ở đây mình sẽ vô đây ha. Đó. Ồ, cái khối đá này to lắm luôn á. Những cái hình á, hình tròn tròn như thế này nè. Những cái lỗ tròn tròn như thế này đó. Thì có một số giả thiết á, ngày xưa là người ta sẽ đóng những cái cây vô đây. Người ta cột cái cọng dây.
và người ta dùng sức voi người ta kéo những cái tảng đá này lên đây. Nó rất là thú vị luôn, nhìn có vẻ là khá là đẹp luôn cô bác anh chị. Nhưng tiếc á là chỉ còn là phế tích thôi. Đây nè, những cái tảng đá nè, nó có một đặc điểm chung là nó được khoét tròn lỗ như thế này. Đi ra đây chúng ta cùng nhau đi lên một cái khu trên kia. Đó là cái điện chính trên cái khu đền này. Đây là bức tượng thần hình như là Bùi Hồ nhớ không lầm thì đây là bức theo Ấn Độ giáo đó. Ở trong này thì ở trên kia chánh điện thì có thờ Phật giáo. Ở đây thì hôm nay thì Bùi Hồ có thấy mọi người đến đây thắp hương để mà cũng vái cũng như mong gia đình mình may mắn bình an ở cô bác quý anh chị. Chỉ có một cái bức tượng bên đây thôi, còn ở bên đây thì không có thấy, chỉ có hình cây sứ thôi. Và đoạn đường đi lên trên kia thì cũng còn khá là xa. Rất là đẹp luôn ha, cổ kính và linh thiêng. Bây giờ mình sẽ tắt máy và lên đó tiếp tục với cô bác quý anh chị. Cái cảm giác của anh hiện nay thì như thế nào thì anh Ngân? Và chỉ còn vài trăm bước nữa thôi thì anh em mình đã đến cái nơi mà anh đã từng ao ước đến, và đến cái nơi mà anh đã nghe bà ngoại của mình kể, thì cái cảm giác chắc nó khác lạ lắm đúng không anh? Cảm giác nó giống như những cái cảnh vật ngày xưa giờ nó hiện ra trước mắt mình vậy đó. Cho nên tâm dạ nó cũng bồn chồn lắm. Lăng lăng trong lòng nó có một cảm giác hơi khó tả. Anh có từng tưởng tượng ra là cái khu đền nó như thế này không, trước khi anh xem video clip trước của em? Thật ra thì trong phim tôi coi thì tôi thấy cũng mình cũng tưởng tượng chắc cũng lớn lắm, nhưng mà khi mà đứng lên thực tế thì mình mới thấy là nó hùng vĩ lắm, lớn lắm, rộng lớn quá, rộng lớn hơn trong phim dữ lắm. Chỉ những người đã từng đặt chân đến, từng cảm nhận và từng trải nghiệm qua thì mới hiểu được cái cảm xúc đến đây nó hùng vĩ cỡ nào đúng không anh? Dạ. Lúc anh xem phim ở trên cái thước phim của em thì anh thấy nó như thế nào? Thấy nó cũng là như một ngôi đền cổ kính thôi. Nhưng mà khi đặt chân trải nghiệm đến đây rồi mình thấy nó vừa cổ kính mà vừa hùng vĩ nữa. Lớn lắm. Đấy. Và phía sau lưng của Bùi Hồ với lại anh Ngân á, là một cái cây. Đó là cây hoa sứ hay còn gọi là hoa châm ba. Một cái cây hoa mà gọi là biểu trưng của nước Lào. Và mùa này thì cũng mình cũng không có thấy được cái hoa của nó cho gõ lắm anh ha. Nhưng mà đó là chuẩn bị lập đông rồi. Dạ. Lập đông. Cũng rất là nhiều người, rất nhiều người được ao ước được một lần đến đây. Nhưng mà không phải ước là có thật, nó phải đầy đủ duyên lành đúng không? Đúng. Anh duyên lành. Rồi thôi bây giờ anh em mình tiếp tục hành trình ha. Nhìn từ cái hướng này nhìn lên á thì nó là giống như là thẳng đứng luôn á, và mới thấy được cái sự cổ kính của cái ngôi đền. Cô bác quý anh chị thấy không? Ni mến nè. Ni mến là chu chay là lại. Những cái bước chân của mình phải rất là cẩn thận mới được. Bây giờ bước lên rồi, dù sao thì cũng đã gần đến rồi. Hồi xưa thì bây giờ mình trước khi đến đây á thì anh em mình sẽ óp máy thắp hương tiết hết trước ha. Giờ anh em mình sẽ vào bên trong để được. Thành tâm thắp những nén nhang này. Có thiên có kiên có lành. Duyên đi đến nơi đây thì ngày xưa con nghe ngoại con kể của Campuchia có ngôi chùa, khi mình vô khấn vái thành công thì mình nâng tảng đá lên. Khi nâng lên được thì cái như là thành nguyện được chứng giám. Hôm nay con có duyên con xin về đây nên cầu xin trời Phật đất đai thôi để.
cắm hết luôn anh. Và xin nhận với con ba lại này để tỏ lòng thành với con. À, anh Ngân ơi, anh em mình chia sẻ một tí ha. Anh ngồi đây luôn đi. Mà lấy bức thư rồi đọc hả? À, anh ngồi đây. À, hôm nay giờ phút này cũng là một cái ngày đối với anh cũng khá là linh thiêng. 3:30 chiều ngày tại giờ địa phương đất nước Lào. Thì cái cảm xúc của ngày ấy và hiện nay, cái ngày mà ngoại anh kể á, thì hiện nay anh cảm thấy sau khi đến đây được đây nè, tận mắt ngồi tại chỗ này ngoại anh kể, thì cái cảm xúc anh hiện nay như thế nào anh Ngân? Thằng là khi đã bước chân tới ngoài chân thềm như là trong lòng tôi cảm xúc dâng trào lắm. Bước đến đây tôi gặp như là tôi gặp được người thân của mình vậy. Qua hình hài mẹ tôi, ngoại tôi và các người thân của tôi hiện nay ở Lào. Và tôi có cái mong ước rằng, hy vọng rằng tôi sẽ trở về đây, sẽ tìm lại những người thân của mình, những cái gốc tích của mình, thông qua những lời kể của bà ngoại, mẹ và trong những lá thư của ông ngoại mình gửi về cho bà ngoại, gửi về cho mẹ mình, thì tôi sẽ lần theo những cái đó để tôi tìm về cái cội nguồn của ngoại tôi. Cái cảm xúc anh hiện nay và cái khung cảnh của anh được chứng kiến tại thời điểm hiện tại và cái cảm nghe lúc nghe bà ngoại kể, thì anh có hình dung ra được rằng nó giống như là của bà ngoại anh kể không? Đúng, đúng lắm. Tôi về đây tôi gặp được những quan cảnh như này, chứ tôi gặp được những người thân tôi vậy đó. Tôi rất cảm động, rất nghẹn lắm. Ở đây là một cái khu đền khá là linh thiêng mà không phải ai cũng có thể đặt chân đến được, và không phải ai cũng có đủ duyên lành để ngần ấy tuổi, hơn 60 tuổi, lội từng bước chân đi đến cái khu đền gần ở trên đỉnh núi như thế này. Thì mọi, chắc đối với em nghĩ thì mọi cái sự mệt mỏi lội từ sớm giờ anh đã tan biến đúng không anh? Dạ đúng, đúng, đúng. Dạ. Mặc dù là đi khó khăn lắm, nhưng mà khi đặt chân được tới đây, lòng anh ấy thoải mái lắm, nó nhẹ nhõm lắm. Như là những cảnh vật ngày xưa nó hiện về, người thân mình hiện ra trước mặt mình vậy. Cảm xúc lắm. Yeah. Và anh có một ước muốn, đó là được ghinh một cái tảng đá lên. Yeah. Bà ngoại anh kể rằng là nếu như có thành tâm khấn vái thì mới đủ duyên thì mới ghinh lên được. Yeah. Và anh có thể... Yeah. Sau khi tôi cũng có khấn vái rồi, và mục đích tôi khi khấn vái tôi sẽ nâng tảng đá lên để mong rằng trời Phật đây chứng giám với tôi đang được thành công. Dạ, bây giờ em anh có thể ghi nhận. Dạ, cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Người thân của con, không tìm được nguồn gốc của những người thân của con. Con tìm được nguồn gốc của ngoại con. Ôi giời. Tôi cảm ơn cha.
Và anh có thể, anh khi trước khi anh đi đến đây thì anh đã chuẩn bị sẵn hình của ba mẹ anh. Dạ. Anh có chuẩn bị sẵn di ảnh của ba mẹ để cùng đi theo. Qua là gửi có bà ngoại gửi cho mẹ và anh. À, đây là hình của ba tôi. Và đây là hình của má tôi. Tôi muốn là cho lại lao đây. Tôi sẽ cùng ba má tôi đi. Trở về quê ngoại của tôi. Ba má đi dùng cùng với con đó ba má. Chắc hương hồn của ba, của bà ngoại anh, của bà cụ rất là vui khi anh được đặt chân đến đây. Cũng hy vọng là vậy. Dạ, thôi chắc bà cũng vui lắm anh. Dạ. Nhưng cái cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Dạ, thực sự thì đồng hành cùng với chú Ngân hôm qua nay, chú cũng rất là nhiều lần chú nói về việc những cái ước nguyện ở trong gia đình của chú á. Thì bây giờ thấy những cái ước nguyện đó nó thành sự thật rồi. Mặc dù rất là vất vả, anh em mình lội ở dưới lên cũng vất vả rồi. Đừng nói đến một người đã 61 tuổi như chú. Thì tâm linh là chuyện của mỗi người đúng không anh Hồng? Và tâm linh từ những người thân của mình lại là một điều thiêng liêng hơn nữa. Cho nên là bây giờ thì những cái ước nguyện của chú nó cũng thành sự thật. Thực sự thì em cũng không biết diễn tả bằng lời như thế nào. Nhưng mà mình thấy nó quá là thiêng liêng ở ngay tại một nơi linh thiêng như thế này. Dạ buổi hồ, chào cô bác quý anh chị. Thì được đồng hành cùng với anh Ngân cũng là một cái duyên lành. Thì được xem qua một cái thước phim cách đây buổi hồ quay gần một tháng. Thì anh có cảm xúc là nói với buổi hồ ước một lần được đến ngay tại cái khu đền linh thiêng này, qua lời kể của bà ngoại cũng là quê hương của ông ngoại đã từng mất ở đây. Mà hiện nay thì anh chưa có tìm được người thân ở tận bên Lào như thế này. Và cái chuyện thì tâm linh đó, nó khó lý giải lắm. Và để có được cái duyên đến đây á, là cả một cái vấn đề. Và hôm nay thì Bùi Hồ được kết nối cùng với anh Ngân cũng như là với em Nhân, để mà có thể cho anh được thực hiện được một cái mong ước của mình. Đó là một cái niềm hạnh phúc khó tả, nó riêng bản thân của Bùi Hồ. Và trước khi đi á, thì anh Ngân anh nói có giữ lại một cái bức thư của ông ngoại ngày xưa viết tay gửi cho bà ngoại của mình từ Chăm Ba Sắc Lào này đến gửi về Tăng Châu. Và vì cái nội dung bức thư đó, nó mang một cái tính riêng tư, nên anh Ngân sẽ đọc một vài dòng gửi gắm của ông ngoại đã gửi về Việt Nam cho cô bác quý anh chị xem nha. Anh nói là trước khi đi, anh nói là đến đây đọc bức thư này chắc có lẽ là anh sẽ không kìm được nước mắt. Mà trước đó khi mà anh đến đây, anh đã ginh cục đá lên là anh đã không kìm được nước mắt rồi. Đọc một vài dòng thôi, còn ở dưới thì chuyện của gia đình của mình thôi, mình sẽ giữ riêng trong hầm kính thanh ha. Xin chào quý bạn đồng hành và quý độc giả. Đây là bức thư của ông ngoại tôi gửi cho bà ngoại tôi và má tôi năm 1955. Và má tôi sau khi về Việt Nam đó, thì vì lý do chiến tranh, má tôi và ngoại tôi không thể trở lại Lào, cho nên sau một thời gian là liên lạc với nhau qua thư từ không. Và lúc trước là nó có nhiều thư lắm, mà mấy thư kia thì có cái địa chỉ rõ ràng lắm. Nhưng mà sau năm 75 á, thì có số người bà con ở Việt Nam mình đi sang Lào mua bán đó, cho má tôi mới gửi những cái lá thư mà có địa chỉ rõ ràng đó cho những người thân đó, cho những bà con đó tìm giùm. Cho nên
những cái địa chỉ, cái thư mà có địa chỉ giờ nó thất lạc. Tôi chỉ còn cái lá thư này nhưng mà nó không có địa chỉ cụ thể. Nhưng mà ghi là ở khi nạc tháng 5, ngày 5 tháng 5 năm 1955. Và má tôi giữ lại nó như là một cái bảo vật, và tôi cũng đã gìn giữ nó cũng như là một bảo vật. Thì má tôi thì cũng đã qua đời cách đây cũng 2 năm rồi. Và mục đích tôi cầm lá thư này để tôi lần theo những gì lời kể của ông ngoại mình để tôi tìm về cái nguồn gốc thôi. Và tôi, sau đây tôi xin đọc lại một cái đoạn sơ đoạn về trong cái bức thư này. Nó là bức thư là để là khi nạc ngày 5 năm 1955. Chúc mẹ con Hường luôn bình an vô sự. Sơ lược vài lời thăm hai mẹ con cho đều đặn bình an vô sự. Còn gia đình của tôi nhờ ơn trời nên cũng bình an vô sự, được vạn sự lành. Sau đây tôi cho mẹ con Hường hay biết là thằng Tư Phước nó đã lấy vợ rồi, lấy vợ ngày 5 tháng 5 năm 1955. Thằng Tư Phước nó làm việc ở Thượng Lào và nó cưới vợ cũng làm chung ở cùng sở, ở sở dây thép ở Thượng Lào. Và vợ nó là con của ông hội đồng The Duty. Và người Lào người ta rất tin tưởng những người có chức phận to tát. Và tôi sẽ lần theo những cái nội dung thơ này, tôi sẽ tìm lại những người thân của tôi. Cũng mong là hôm nay thì đến cái khu đền Linh Thiêng này, những các chư vị ở đây sẽ phù hộ cho anh tìm kiếm được những người thân của mình ngay tại nước Lào. Và đặc biệt là sẽ luôn phù hộ cho ba anh em mình cái chặng đường dài phía trước luôn được bình an, vạn sự lành. Và mong rằng là hương hồn của bà ngoại được nghe những lời của anh đọc, được an vui ở trên cõi miền cực lạc. Chắc có lẽ là đoạn clip cũng khá là dài. Thì Bùi Hồ và anh Ngân cũng như là em Nhân Chứng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Đây là một cái đoạn clip khá là đối với bản thân của Bùi Hồ, nó khá là cảm xúc khi đã cùng đồng hành với anh Ngân tìm đến một cái vùng đất linh thiêng tại Lào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ạ. Dạ, xin chào.